Các thực phẩm ngăn ngừa bệnh tắc nghẽn động mạch. Bệnh tắc nghẽn động mạch là tình trạng tích tụ cholesterol trong thành mạch máu. Đây là căn bệnh rất phổ biến về tim mạch, có liên quan đến các yếu tố nguy cơ như huyết áp cao, cholesterol cao, tiền sử gia đình, chế độ ăn và một số thói quen khác. Bệnh tắc nghẽn động mạch có thể gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm. Vậy nên để làm giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch, những loại thực phẩm dưới đây sẽ giúp làm thông tắc động mạch của bạn một cách tốt nhất. Các loại gia vị. Hầu hết các loại gia vị bao gồm tỏi, nghệ, tiêu, gừng, quế và ớt có thể góp phần bảo vệ các động mạch trước những nguy cơ gây tắc nghẽn. Những loại gia vị này có đặc tính chống viêm, giúp loại bỏ các gốc tự do, giảm sự kết tụ của các tiểu cầu trong máu và cải thiện mức lipid trong máu. Bạn có thể dễ dàng tăng lượng gia vị tiêu thụ bằng cách bổ sung chúng vào các loại thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày, chẳng hạn như súp, bột yến mạch hoặc món hầm. Trà xanh. Loại thảo mộc này có chứa catechin, ngăn chặn sự hấp thụ của cholesterol. Do đó, nó giúp ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch, nên uống 2-3 cốc trà xanh mỗi ngày. Vừng. Hạt vừng có thể giúp làm giảm tắc nghẽn động mạch. Axit béo chứa trong dầu vừng có thể ức chế hiệu quả sự hình thành tổn thương xơ vữa động mạch, chất béo trung tính. Hạt hướng dương. Hạt hướng dương giàu vitamin E và phytosterol, có tác dụng bảo vệ tim chống lại sự gia tăng cholesterol xấu. Nó cũng chứa chất béo lành mạnh giúp giảm cholesterol. Đây là một trong những thực phẩm tốt nhất cho bệnh nhân đau tim. Trái cây có múi. Các loại trái cây họ cam quýt cung cấp rất nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu cho cơ thể, trong đó bao gồm cả flavonol. Loại flavonol trong cam quýt có tác dụng giảm viêm hiệu quả, đồng thời giúp ngăn chặn các gốc tự do trong cơ thể khỏi quá trình oxy hóa cholesterol xấu. Khi cholesterol xấu bị oxy hóa, sẽ làm giảm phát triển và tiến triển tình trạng xơ vữa động mạch. Đây cũng là lý do vì sao việc tiêu thụ nhiều cam quýt có thể giúp bạn giảm được nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như đột quỵ. Táo. Táo rất giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan có khả năng làm giảm mức cholesterol trong cơ thể, hạn chế tích tụ màng bám trong mạch máu, giúp tăng cường lưu thông máu và oxy. Thường xuyên ăn táo sẽ ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ cũng như tăng tỷ lệ hồi phục sau đột quỵ. Nước ép quả lựu. Nước ép quả lựu có hàm lượng chất chống oxy hóa cao và axit punic, được cho là làm giảm sự hình thành màng bám, nguyên nhân làm tắc nghẽn vào xơ vữa động mạch. Ngoài ra nó cũng chứa magie và selen, lượng chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe tim mạch. Hành tây. Hành tây có thể mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đáng mong đợi. Hành tây chứa các hợp chất lưu huỳnh, có tác dụng ngăn ngừa viêm mạch, ức chế sự kết tụ của các tiểu cầu trong máu và tăng khả năng sản xuất oxit nitric trong cơ thể, giúp chống lại chứng xơ vữa động mạch và cải thiện sức khỏe của tim mạch. Rau họ cải. Bạn nên bổ sung các loại rau họ cải, chẳng hạn như bắp cải, bông cải xanh và súp lơ trắng vào chế độ ăn hàng ngày để làm giảm nguy cơ phát triển tình trạng tắc nghẽn ở động mạch. Ngoài ra, việc tiêu thụ rau họ cải cũng có thể làm giảm tình trạng vôi hóa động mạch và nguy cơ tử vong do bệnh có liên quan đến xơ vữa động mạch. Chứng vôi hóa động mạch có thể dẫn đến xơ cứng thành động mạch. Củ cải đường. Củ cải đường là một nguồn thực phẩm giàu nitrat, giúp cơ thể chuyển đổi thành oxit nitric sau khi tiêu thụ, một phân tử tín hiệu đóng vai trò quan trọng trong cơ thể. Tình trạng viêm trong mạch máu là nguyên nhân chính làm giảm khả năng sản xuất oxit nitric của cơ thể. Do đó, việc ăn nhiều các loại thực phẩm giàu nitrat như củ cải đường có thể giúp bạn cải thiện được các chức năng mạch máu và giảm viêm hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch. Các thực phẩm từ cá. Cá hồi là một loài có hàm lượng axit béo omega 3 cao, giúp kiểm soát huyết áp và giảm cholesterol xấu trong cơ thể. Thường xuyên ăn cá hồi có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ. Bên cạnh cá hồi, bạn có thể dùng thêm một số loại cá béo lành tính khác như cá trích, cá ngừ, cá thu. Dầu ô liu. Dầu ô liu từ lâu đã được biết đến với khả năng cải thiện sức khỏe tim mạch rất hữu hiệu. Nó cũng giúp làm giảm nguy cơ mắc chứng xơ vữa động mạch. Mỗi ngày tiêu thụ khoảng 30ml dầu ô liu có thể giúp họ cải thiện đáng kể được các chức năng mạch máu và làm giảm những dấu hiệu của viêm. Ngoài việc sử dụng thường xuyên các thực phẩm tốt cho tim mạch và ngăn ngừa tắc động mạch, thì mỗi người chúng ta nên rèn luyện cho bản thân thói quen tập thể dục, rèn luyện bản thân và chăm khám sức khỏe tim mạch định kỳ để tầm soát bệnh tật hiệu quả. Chỉ cần xây dựng những thói quen lành mạnh trong lối sống, bạn hoàn toàn có thể ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh tắc nghẽn động mạch một cách hiệu quả.